Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi khi một lượng lớn công nhân quay lại làm việc. Điều này giúp doanh nghiệp mau chóng hoạt động tối đa về công suất và người lao động thì thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống. Cụ thể, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, qua khảo sát trên 1.360 doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cho đến nay, 95% lao động đã quay lại nhà máy, do người lao động năm nay ít có suy nghĩ đổi việc, nhảy việc sau Tết. Việc nhiều lao động ở thành phố dịp Tết và nhiều doanh nghiệp có được đơn hàng ngay trước Tết nên tình hình tích cực hơn. Các nhà máy khuyến khích lao động quay lại làm việc đúng ngày, tổ chức lì xì, quay số may mắn, tặng quà đầu năm, chăm lo tốt cho người lao động gắn bó hơn với công ty. Trong ngày hôm nay, nhiều nhà máy đông công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức khai trương với khoảng 70% lao động đi làm, số còn lại sẽ bắt đầu công việc từ tháng 2. Trong những năm qua, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được sự quan tâm của Trung ương và tỉnh, vì vậy nơi này có bước đi đúng hướng trong phát triển du lịch, thu hút ngày càng nhiều hơn khách du lịch trong và ngoài nước đến với hòn đảo xinh đẹp này. Phú Quốc kỳ vọng sẽ đón được 3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023. Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, du lịch tại đảo Phú Quốc Kiên Giang nhộn nhịp trở lại. Một ngày đón từ 50 đến 60 lượt chuyến bay. Vào cuối tuần, lễ Tết, các chuyến bay tăng lên 150 đến 160 chuyến. Phú Quốc vào top những điểm du lịch hấp dẫn nhất, ấn tượng nhất trên bản đồ du lịch thế giới. Với mục tiêu Phú Quốc sẽ đón được 3 triệu lượt khách trong năm 2023, hiện nay trên địa bàn thành phố Phú Quốc có hơn 700 cơ sở lưu trú với hơn 24.000 phòng. Dự báo lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng cao tại các cửa ngõ giao thông, sân bay Phú Quốc, các chuyến phà cao tốc, các hoạt động vui chơi giải trí, đầu tư mới phương tiện vận chuyển trang thiết bị nâng cấp hạ tầng. Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, ghi một dấu ấn mới mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển của đảo Lân Ngọc. Thu hút hàng triệu du khách đến đảo mỗi năm cũng góp phần đưa Phú Quốc trở thành hòn ngọc châu Á, top 10 hòn đảo nổi tiếng nhất hành tinh.